Tôi đang cầm một con gà tầm khoảng là 2 kg. Con gà này tầm khoảng 2 kg các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ thả vào cái chuồng đà điểu nhé, để xem phản ứng của những con đà điểu nó sẽ như nào nhé các bạn nhé. Con gà này 2 kg. Đấy nhá. Phương Nam TV xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì lâu lắm rồi thì Phương Nam TV chưa chia sẻ những hình ảnh về những chú đà điểu các bạn. Thì hôm nay là Phương Nam TV sẽ làm một cái video ngắn chia sẻ về những cái hình ảnh của những cái chú đà điểu nhé các bạn nhé. Thì hôm nay Phương Nam TV sẽ đặt cái tên video này là đi tham quan hay là đi thăm đà điểu hay là đi ngắm đà điểu cũng được nha các bạn nhé. Đây. Đà điểu của chúng ta rất hiền nhé các bạn nhé. Đây này, đưa tay ra nó mổ tay này này. Này, nó mổ rất đau luôn đấy. Bây giờ mình sẽ lấy cái thức ăn của nó nhé, mình đưa cho nó xem nó mổ tay hay là mổ rau nhé. Đấy nhỉ. Đưa thức ăn cho nó mà nó vẫn mổ tay mình ấy. Chia thức ăn cho nó ăn nhưng mà nó vẫn mổ tay mình nhé các bạn nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái này. Sẽ lấy cái khay này cho thức ăn lên đây. Đấy. Sẽ cầm đưa ra cho chúng nó ăn nhé các bạn nhé. Đây. Không ăn hả? Đấy, quý vị và các bạn nhìn thấy đàn điểu của chúng ta này. Nó còn dễ thương không? Rất ngoan đấy các bạn nhé. Mỗi rồi là nó mổ hơi đau rồi. Đưa thức ăn cho nó ăn mà nó vẫn mổ ở tay mình. Đây là cái thức ăn rau xanh của nó nhé các bạn nhé. Đây rau xanh của nó, đây là cái bèo nhé. Bèo được băm nhỏ này. Đấy, nó đang ăn bèo băm nhỏ nhé các bạn nhé. Đấy. Cận cảnh sát chưa? Đây quý vị và các bạn này. Phương Nam TV sẽ quay cận cảnh nhé này. Nó ra nó mổ máy quay này các bạn. Đấy nhá. Cận cảnh luôn này. Coi như là cảm giác như này là quý vị và các bạn đang ở rất gần nó luôn nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta đang thò tay, sờ tay vào nó này. Đấy, nó mổ máy quay luôn này. Đấy. Đây nha, chúng ta đang ở rất gần những con đà điểu nha các bạn nhé. Những con đà điểu này thì nó vẫn còn bé đấy các bạn. Những con đà điểu này nó đang có trọng lượng tầm khoảng là
30 cân, 30-40 cân gì đó. Đây là cái máng ăn của nó đây các bạn này. Máng ăn của nó đang ăn thức ăn bèo nhé, bèo băm nhỏ nhé các bạn nhé. Đây là cám. Đây là thức ăn của đà điểu, đây là thức ăn của đà điểu giai đoạn 2 các bạn. Đây máng uống nước của nó này. Đấy. Chết là phải bơm thôi. Đây nhá. Đại điểu nó rất thích uống nước mát đấy các bạn nhá. Đây này. Quý vị và các bạn nhìn này, đại điểu nó rất uống nước mát nhá. Nó khi nhìn thấy cái nước máy mà chảy này thì là nó sẽ ra, nó tranh nhau nó uống luôn này. Cái sở thích của đại điểu là nó thích nghịch nước, nó rất kỳ nước các bạn. Khi nó nhìn thấy nước là nó sẽ ra nó nghịch nhá. Đây, mỗi lần mà ta bơm nước cho nó người uống ấy, đây, thì nó sẽ ra nó kiểu là vịt nước này. Đấy các bạn nhé. Đấy. Bên này cũng vậy các bạn này. Đây chúng ta sẽ quay bên này nhé. Đây. Quý vị và các bạn nhìn này. Những chú đà điểu nó đang ăn uống nhưng nó đi lại bình thường nhé. Nó không còn nào ra đây uống nước nha các bạn nhé. Bây giờ có một cách để dụ nó ra này. Đây này, chúng ta chỉ vặn cái vòi nước ra thôi. Đấy, tự khắc là nó sẽ đến nhá. Đấy, quý vị và các bạn thấy chưa? Lúc trước thì không một con nào nó ra đây nhá, nó ra đây nó uống nước bằng nghịch nước nhá các bạn nhá. Chúng ta chỉ cần mà vặn cái vòi nước này thôi là nó sẽ tự ra nó được chưa? Đấy. Đặc tính của đà điểu là nó rất thích tắm mưa, rất thích nghịch nước các bạn. Những cái khu vực mà gần những cái chỗ để nước uống của nó này thì nó hay nằm nó nghịch lắm, nó hay nằm nó tắm lắm. Tắm cát với cả tắm mưa các bạn nhá. Đây. Bên này là các em ấy đua nhau nghịch nước này. Vậy. Bây giờ nhá, té nước về người nó nhé các bạn nhé, thằng nó có chạy nhé. À, không chạy một tí là luôn nhé. Nó rất thích nước luôn các bạn. Đây. Té nước về người nó sướng này, thôi nó nằm luôn này. Đây. Quý vị và các bạn nhìn này. Đây. Té nước lên người nó này. Nhá. Đây quý vị vào các bạn nhìn nhá. Để hôm nay ra người chơi với nó này, tắm nước cho nó này. Đấy. Té nước tắm cho nó nhé. Bọn này được nghịch nước nó sướng lắm ạ. Sướng kinh khủng luôn đấy. Rồi. Đấy nha, bây giờ tôi sẽ lấy cái này nhá. Lấy cái này múc nước này. Đứng từ trên cao nhá, dội vào người chúng nó nhá. Nếu bình thường ấy, nó nhìn thấy nước là nó sẽ phải chạy nhé các bạn nhé. Đây. Nhìn thấy nước nó rất thích các bạn nhé. Đây, dội nước lên người nó sướng này. Thấy chưa? Đây. Mấy con này ướt luôn cả người này. Nhưng mà sướng luôn này. Đấy, quý vị và các bạn nhìn này.
Đại điểu nó rất thích tắm nước nha các bạn nhé. Đại điểu rất thích tắm mưa, rất thích nghịch nước. Những cái chỗ nào mà có những cái vũng nước ấy, thì đương nhiên là nó sẽ tụ tập vào đấy, là nó sẽ chơi nhé các bạn nhé. Nó chơi giống kiểu là trẻ con trời mưa thích đi nghịch nước mưa, tắm nước mưa ấy. Đấy. Đấy quý vị và các bạn nhìn này. Thấy chưa? Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang cầm một con gà nhé các bạn nhé. Tôi đang cầm một con gà tầm khoảng là 2 kg. Con gà này tầm khoảng 2 kg nhé các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ thả vào cái chuồng đà điểu nhé, để xem phản ứng của những con đà điểu nó sẽ như nào nhé các bạn nhé. Con gà này 2 kg. Đấy nhá. Đấy, thả vào chuồng đà điểu xem này, phản ứng của đà điểu như nào các bạn nhé. Đấy quý vị và các bạn, con gà này nó chui ra mất rồi. Gà này sợ chui ra. Con đà điểu thì lúc đầu thì nó chạy ra xa, che xa, sau đó thì nó tiến lại gần các bạn nhé. Tức là đà điểu điểu nó sẽ không sợ gà đâu. Đà điểu của chúng ta thì nó chó thì nó cũng không sợ chó đâu các bạn nhé. Chó với gà thì nó không sợ đâu nhé. Đây quý vị và các bạn nhìn này. Đấy, đà điểu cực kỳ đáng yêu nhá. Đấy. Thôi nhé, tạm biệt các em nhé. Lúc nào rảnh thì tao lại ra chơi với chúng mày tiếp tục nhé. Quý vị và các bạn thân mến thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ chơi với cả những con đà điểu. Đến đây thôi nhé các bạn nhé. Ta chơi với nó một lúc thôi. Ta thăm chúng nó với cả là quay phim một tí thôi. Còn bây giờ sẽ tạm biệt chúng nó nhé các bạn nhé. Tạm biệt các em nhé. Tạm biệt tất cả các quý vị và các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye. Quý vị và các bạn mà thích những chú đà điểu ấy, hay là quý vị và các bạn mà quan tâm đến đà điểu ấy, thì hãy vào cái phần mô tả video ở phía dưới nhé. Thì Phương Nam TV sẽ để tất cả những cái đường link mà liên quan đến đà điểu mà video của Phương Nam TV đã chia sẻ từ trước tới giờ. Có rất nhiều những cái video mà Phương Nam đã chia sẻ nhưng mà do cái quy định của bên YouTube người ta quy định ấy, là những cảnh như là giết mổ động vật này, hay là những cái quy trình lọc da này, hay mọi những cái, nên là Phương Nam TV đã phải xóa tất cả những cái video đấy rồi các bạn nhé. Thực ra là Phương Nam TV chia sẻ rất nhiều luôn này, quy trình lọc da đà điểu như nào, là quy trình giết mổ đà điểu như nào này, có rất nhiều video luôn, làm rất chi là công phu luôn, cực kỳ công phu luôn, nhưng mà đã phải xóa đi vì do cái quy định của bên YouTube người ta quy định nhé các bạn nhé. Đấy là mình bắt buộc mình phải xóa những video đấy đi. Nên là tất cả bao nhiêu những video về cái quy trình về giết mổ đà điểu hay là quy trình làm lọc da đà điểu như nào, là quý vị và các bạn nào mà đã xem được video đấy rồi thì là xin đấy là quý vị là rất may mắn đấy nhá các bạn nhé.